Em chào các bác nhá, em Lâm đây. Lại lên tiếp cho bác một con siêu siêu phẩm, siêu siêu khủng. Đây, thì em xin dành một chút thời gian quay qua cửa hàng nhà em. Thì rất mong các bác thông cảm, nhà em mà mặt đường nó hơi ồn, nghe nhiều tiếng ồn thì cũng rất mong các bác thông cảm. Đấy, và cũng không có được nhiều hình ảnh phông bạt đẹp để quay cho các bác. Thôi thì các bác mua máy thì cứ nhìn máy hộ em ấy nhá. Thì nhà nó cũng mục lát hết tường rồi, điều kiện nó không có, rất mong các bác thông cảm nhá. Em xin dành một chút thời gian quay qua cửa hàng nhà em này. Cửa hàng em, cửa hàng Thanh Lâm Gia Bang Shop, địa chỉ tại cầu Giàn, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433. Đấy, thì trước mắt vào đây là một con tên nữa, hay còn gọi là ba la đầu gồ. Con này thì hàng siêu hiếm luôn và siêu khủng luôn. Bởi vì tại sao nó hiếm? Bởi vì là 300 con máy thì nhà em về mới rơi được hai con, mà rơi đúng hai con đầu to, nên nó rất là hiếm. Không phải là cứ có tiền là mua ở đâu. Mấy hai là giá thành con máy này mới nó xít phát vào 50 triệu cơ, nó không ít tiền đâu. Nên là các bác bảo là sao không lên nhiều video, bởi vì là những con này em chỉ tỉa lên 4-5 ngày mới lên một con, không dám lên nhiều. Đấy, để cho cái video nó thêm phần sôi nổi thôi. Đấy, thì em quay vào má luôn các bác này. Má là 565CX-R2. Dưới của nó đây, mặt lạnh đây, 565CX-R2 đát 2015, tem cục nóng đây. Đấy, 565CX-R2 đấy, hết đời viền đen thì nó sẽ ra đời này. Con này thì có mắt, có cam quét này đấy, chứ này là ký hiệu cho là con này là có cam quét nằm ở giữa này, và có cảm biến thân nhiệt này, có Ecolavi này, có ion diệt khuẩn này, có là Ecolavi, có ion diệt khuẩn hết, đầy đủ full hết các tính năng. Con này thì bao các bác là hàng trắng nguyên bản, không mông má gì đấy. Còn thì tay chân em xóa nó hơi bẩn một chút, còn những cái vết sức mờ mờ này thì phải đứng tận góc mà nhìn được thì một chút em sẽ lau lại. Đấy, còn đây, những cái vết sức mờ mờ này thì phải dư là phải dí sát cam, mà phải đứng trèo nóc mặt lạnh mới nhìn thấy được. Còn đứng ở xa như thế này thì còn nếu như đứng ở xa này thì các bác sẽ không bao giờ nhìn thấy đâu, bởi vì nó quá đẹp rồi. Đấy, nếu mà các bác ở trong phòng khách thì ngồi dưới nó sẽ được nhìn thấy này. Đấy, con máy quá đẹp luôn. Đây, cục nóng thì không chê luôn, làm nhớ không gãy bẻ gì, đẹp chấm hết luôn. Đây, bị đúng một cái vết đây, bị đúng một cái vết đây, em dính keo vào này, bị đúng một cái vết đây. Còn đâu là không bị một vớ một cái lan nào luôn. Cục lóng em quay đằng sau các bác có nhìn cục lóng của em đây này. Không một đốm han, chân không một đốm han. Già này bao các bác là nó thẳng đến mức mà nhìn thấy cái cánh quạt bên kia đang chạy để nhìn thấy bên kia đang có cái gì luôn, nó đẹp như vậy. Rắc co nhấc zin đét hết. Cốt ông đồng đây, đầy đủ ba cốt, đầy đủ hết nhá. Đấy, em tháo ra này, đầy đủ ba cốt nhá. Cốp lóng zin hết, góc cách zin hết, con này zin đét đẹp luôn, không chế cháo một cái gì luôn. Em bao quá là mạch zin, con này ga zin luôn, con này ga thì em đã kiểm tra ga đủ, không phải bơm thêm. Đạt dòng lạnh, độ lạnh rất sâu luôn. Rất sâu là sâu luôn chứ không phải là sâu luôn. 13 độ này. Đây đang quay ngoài trời nhá, nó còn 13 độ này. Khiển đang 16 độ này. Đấy, con này thì khiển zin bằng tôn zin nhá. Nếu mà không phải bằng tôn zin ấy, khi các bác treo bằng tôn đa năng ấy là nó cong lia, là nó không chạy lia đâu. Đấy, các bác hiểu là như vậy nhá. Zin đẹp đẹp luôn, lưới không rách nhá. Lưới không một vết bung chỉ nhá. Cực đẹp luôn. Con này thì giá trên 10 triệu. Mười mấy triệu luôn, nó rơi vào khoảng tầm chít phát 20 triệu, báo luôn với các bác này, bác biết vậy. Đấy. Còn chính xác hơn thì nó rơi vào giá là 18.500. Đấy, 18.500. Vẫn có giá thương lượng gia lộc một chút cho các bác. Đấy. Còn rẻ bác không mua ở đâu. Đấy, con này thì dùng form model đến 2022 vẫn dùng cái form này. Nếu như người khác người ta bóc cái tem ra, đóng cái tem lại, nhà em không làm vậy đâu. Bởi vì cái móc máy móc nào mình cứ để như vậy. Việc gì về lâm tem, cái máy nó đẹp thì người ta đi. Những các bác mà sành chơi đấy, không bác nào đi mua cái làm sản xuất đâu. Các bác mua là mua công nghệ trên máy, và mua là mua cái chất máy nó phải đẹp. Đấy, con này thì không đuôi què, không nứt mẻ đâu cả, không có cái gì mà xoay. Đấy, hai vẫy to. Hai bên có cánh gió đảo quay để các bác để được vào các góc vách lắm, hơi lắm ấy. Với hai áp lên trên trần thì nó mát hơn, đấy, không bị sốc nhiệt. Ga đã dùng ga 32 rồi nhá. Đấy, đời cao chót vót luôn. Bác nào kết chiếc này thì cứ alo cho em. Con này đẹp chấm mét rồi. Đấy, em không cần phải quay kỹ lắm đâu, con này đẹp chấm mét rồi. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, đầu lóng đầu đuôi zin đẹp nhá. Tem zin, đồ đạc zin. Con này mà cứ lai tạm một cái gì hay động chạm sửa chữa hoặc lai đồ rồi, các bác yên tâm là em Lâm tặng cho 20 triệu tặng thêm chiếc máy này. Đấy. Con này bọn em bảo hành 1 năm cho các bác, lối 1 đổi 1 luôn. Đấy. Em chào các bác nhá. Nó quá đẹp rồi, bác nào lấy thì alo cho em. Giá chiếc này là 18.500. Đấy, hai số điện thoại đi rồi. Các bác alo em, ở đây thì
em không có được nhiều chỗ để làm sao mà để được cái biển nó đẹp và mà để đất tôi thì rất mong có thông cảm nhá. Bao giờ lấy thì alo cho em, được đẹp luôn. Đấy. Em chào các bác nhá.